Cô có chuyện muốn nói hả? Dạ không. Thầy có gì nói trước đi thầy. Dạo này Kim Chi có biểu hiện gì lạ không? Kim Chi hả? Dạ có. Dạo này Kim Chi ngày nào cũng hát hết trơn hả thầy? Hát bất kể ngày đêm luôn. Tại vì Kim Chi mới nhận được vai mới trong vở kịch á, cho nên là mê lắm, ngày nào cũng hát hết. Không phải, ý tôi là Kim Chi quen bạn trai mới chưa? Chuyện đó thì em không có nghe Kim Chi nói. Ủa? Kim Chi? Sao trùng hợp quá vậy? Trùng hợp kìa, vô ngồi. Thôi thổi mình. Sao không sao, vô ngồi đi, người nhà không à. Đi vô đây. Ngồi đi, người nhà không à. Không phải tôi với thầy Phúc đi riêng đâu nha. Tại hồi nãy là đi ăn với lại tổ giáo viên á, đông lắm thầy ha, nãy đông dữ lắm. Mà mọi người ăn xong mọi người về trước rồi, tôi với thầy Phúc chưa uống hết nước cho nên chưa có đi về, đông lắm. Ủa mà bà đi với ai vậy? Tôi điên mình hả? Kim Chi, sao em điên mình không chờ anh vô chung vậy? Anh là xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý đạo diễn chỗ sân khấu kịch tôi làm á. Chào anh. Chào em. Anh vô ngồi chung cho vui. Chào bạn. Chào. Mời ngồi. Mình xin được gửi hai bạn. Dạ. Kim Chi. Em giới thiệu bạn em đi. Đây là Diệu Hiền, bạn cùng phòng với em. Chào anh. Chào Diệu Hiền. Dạ. Còn tôi là bạn thân cũ của cô. Bạn thân cũ. Xin lỗi, bạn tên gì vậy? Đức Phúc. Chào Đức Phúc. Chào. Mình là Công Khanh. Xin lỗi, mấy bạn nói chuyện với nhau đi nha. Mình nghe điện thoại cái. Alo. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nghĩ mối quan hệ chúng ta đâu cần phải cho bạn trai cô biết. Bộ anh nghĩ đó là bạn trai của tôi hả? Nè, đừng có hiểu lầm nha. Ảnh á chỉ là trợ lý đạo diễn chỗ sân khấu kịch tôi làm thôi. Nói cho anh nghe nè, ảnh đang chủ động theo đuổi tôi đó. Còn tôi không có gì hết. Đừng có suy nghĩ lung tung. Đừng nghĩ lung tung hả? Vậy mà gặp tôi, mối quan hệ của tôi với cô như thế nào, cô còn không dám cho người ta biết nữa. Thì gì? Xin lỗi mọi người. Vì đã đợi mọi người phải chờ. Đâu có gì. Thật sự thì hôm nay Khanh cảm thấy là vui lắm luôn á, vì được làm quen với hai người bạn thân của Kim Chi. Chắc là từ bây giờ trở về sau á, Khanh phải làm phiền hai bạn nhiều nha. Chị ạ? Nhờ hai bạn á giúp giùm mình chinh phục Kim Chi. Ủa, Diệu Hiền sao vậy? Không, lạnh quá. Bớt uống đá lại sẽ tốt cho cổ họng hơn. Mèo ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Mẹ. Mấy cái voucher này nè, giá trị nó sao vậy mẹ? Mỗi cái như vậy là 100.000. Lâm nhân 100 là 2.500.000. Trời đất ơi, vậy cũng ngồi tính khó khăn nữa mẹ. Học hành vậy đó. 2.500.000. Mẹ. Hả? Mẹ cho con hết 25 cái luôn nha mẹ. Anh con không cần mấy này đâu. Làm gì có vụ đó mẹ. Anh nhiều tiền lắm. Ai nói là cho con hết vậy? Nè, mẹ tính hết rồi. Con 5 cái. Cầm. Con 5 cái. Cảm ơn mẹ. Chó ơi, anh có voucher nè, sủa đi nè. Go. Voucher khuyến mãi, tiết kiệm 150. Ê, trả voucher cho anh. Mày làm gì vậy? Trả đây. Anh cần mấy cái này chi? Trong khi em cần cái này,
đi dẫn gái đi chơi. Mày mắc cười à, anh cũng đi chơi vậy? Anh cần làm gì, anh chơi với ai? Anh đi chơi với Ngọc. Thì anh có tiền tự đi chơi đi. Mày mắc cười với tiền đó là tiền anh cưới vợ. Trả vào cho anh, nhanh lên. Mày chạy không? Quay không? Nghe em nói nè, anh thấy kỳ không? Sao? Ông bà nội đâu có cần những cái vô chờ này đâu. Mà sao mẹ lại cho mà nội chi? À, thì ra là anh đi học ở bên Mỹ hả? À, nước ngoài mới về. À, thật sự thì lúc mới về nước á, khi mà lần đầu tiên gặp Kim Chi, cảm giác Kim Chi hốt hồn mình lên. Hốt hồn luôn á. À, thú thật với hai bạn, thật sự thì mình cảm giác ở Kim Chi, cái tính Kim Chi nó hơi dị dị, nó quái lắm kìa. Nhưng mà ngặt một cái mình quái hơn Kim Chi. Mình thích cái nét dị dị như vậy á. Anh vui tính quá ha. Ừ, Khanh vui tính lắm. Tại vì lúc đầu mình chưa làm quen với nhau á, cái Khanh còn hơi giữ kẻ tí xíu. Còn bây giờ mình thân nhau rồi, cảm giác gần gũi nhau quá rồi. Mình dễ gần lắm. Nè Phúc, lúc nãy mình nói vậy á, có gì á Phúc giúp mình chinh phục Kim Chi cái nha. Nha, giúp mình cái. Nè, nói bà nghe, nếu mà bạn giúp mình chinh phục được Kim Chi á, mình mang ơn Phúc trước được cuộc đời này luôn. Nè anh thôi đi. Ở đây á, Phúc có biết là ai thích chơi game offline không? Tại vì mình có một người bạn bên nước ngoài, nó gửi tặng cho mình nhiều đĩa lắm, nhiều cái game offline lắm. Nhưng mà thật sự mình không có thời gian để chơi. Ý là Khanh cũng không có thích chơi game offline nữa. Phúc mà biết ai thích chơi game đó, để mà Khanh tặng nha. Biết chứ. Ủa, biết hả? Ai vậy để mình tặng hết luôn. Tôi nè. Cái gì? Tôi thích game offline lắm. Phúc thích luôn. Một tí nữa ra xe mình lấy mình tặng Phúc. Nha. Nội cho con đi nội. Cho con đi nội. Cho con đi nội, nội có nhiều tiền rồi, đâu cần mấy cái này đâu. Con học đúng nội. Con học giỏi. Không. Để nó một hết. Nhưng mà bu ra, nội nói thế này. À, dù có nhiều tiền nhưng mà phân phối cái quyền lợi nó cũng phải công bằng, gia đình mới vui vẻ được. Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5 cái voucher chia cho công bằng sao chia? Người hai người ba à? Thôi cho con hết đi. Không được, bây giờ thôi có cách công bằng nhất. Để đây, để làm cái này đây nhé. Rồi bây giờ có cái câu hỏi đố vui nè. Bây giờ mình chơi cái trò chơi đi, ai trả lời được thì người đó xin được một cái voucher. Mình chơi 5 câu hỏi thôi. Yeah. Như là chơi trò chơi ai là tỷ phú vậy. Ôi, có mấy cái voucher thôi mà tỷ phú cái gì nội. Giỡn gì chơi. Con thích trò này lắm nội, chơi đi nào.